xa không biết đâu mẹ chồng đâu nàng dâu. Rồi chào cô. Hai mẹ con hôm nay đẹp, có hai bộ áo dài đẹp quá. Cái này xuất là sắc. Mình may hay là mình mua cô hả? Cái này con dâu nó đặt may. Tại vì tham gia chương trình nên đặt may hai bộ luôn. Trời hai mẹ con. Dễ thương. Ôi đẹp quá luôn á. Mai mình đặt mua hai bộ giống vậy đi Lộc. Bây giờ cô có thể giới thiệu tên tuổi của mình cho mọi người cùng biết ạ. Tôi Trần Thị Mào, 53 tuổi, quê Cần Thơ. Em tên là Kiều Trang, em 33 tuổi, quê gốc của em là Đồng Tháp. Công việc của em là có thương hiệu mỹ phẩm và kinh doanh spa. Chị mẹ con đẹp quá. Nhưng mà chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? 5 năm rồi. Mình có em bé nào chưa? Hiện tại thì chưa. Cái ngày đầu tiên mà con dâu mình về ra mắt đó, thì cô nhớ điều gì cô gái này và ấn tượng điều gì? Lần đầu tiên gặp nó thấy thấy nó hơi mập, nhưng mà nhìn kỹ lại gương mặt cũng có hậu và má cũng có lúng đồng tiền, thấy cũng có duyên. Cái này không phải mập đâu, cái này là mũm mĩm. Ốm ốm vậy không có cưng thấy ghét. Nhưng mà tướng của cô Lê Lộc cũng rất đẹp. Đâu có đẹp, đâu có đẹp. Cô nhìn sao quá chứ. Chú này đẹp mà, đẹp. Không biết là cái lần đầu tiên mà khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị còn nhớ cái điều gì ấn tượng đó với chị không? Trên đường mình đi về mình nghĩ chắc mẹ chồng ở quê thì chắc cũng hơi quê lắm ta. Thì không biết là sao nhưng mà về thấy mẹ chồng xì tin không có quê. Thường thường ở quê người ta hay mặc đồ bộ hay là cái gì hơi lủng củng một tí xíu. Nhưng mà mẹ thì mặc áo thun cũng quần cũng phói á. Cho nên nhìn thấy mẹ chồng mình cũng được. Mái tóc xưa chắc cô đẹp lắm á cô hả? Cũng được. Có gần hỏi thằng trai. Tại vì nói chung là nó cũng lớn tuổi hơn con tôi. Còn suy nghĩ kỹ đi, cái nó nói em chồng già vợ trẻ là duyên. Vì vợ già chồng trẻ là tiên ba đời mà mẹ. Rồi nói thôi con muốn tiên thì mẹ cho con tiên đi. Con quen bạn rồi mẹ, hỏi con quen đâu. Nói con quen trên mạng. Cái nói trời ơi trên mạng rồi con có coi kỹ không nha, coi chừng. Mẹ coi trên báo, trên đài đồ thấy bây giờ người ta lừa lắm. Người ta coi chừng vụ con người ta bán nội tạng đó nghe. Thường thường vô quán cái người ta nói để dùng chút xíu thuốc. Cái mày mê rồi người ta muốn khiêng đi đâu người ta khiêng, người ta muốn xẻ đâu người ta xẻ, ai biết được. Cô cho con hỏi xíu là anh lớn chưa cô? Năm đó nó 22 tuổi. Trời ơi cô nãy giờ cô tả mà con tưởng anh 10 tuổi không á. Con coi chừng nha. Ủa gì kỳ vậy? Bữa nào có thằng nào rủ vô quán cà phê mà nó rót nước uống đừng có uống nha. Rồi lúc đó về rồi bụng bự chảng rồi mà. Lúc đầu á thì quen chồng á là cứ nghĩ chồng là con gái, hai đứa tâm sự như hai người bạn gái vậy đó. Chơi cái game mà ngày xưa á chồng cây đồ này kia đó thì cũng như là lấy hình đại diện con gái. Ngày đẹp trời cái điện thoại nói là bạn vô cứu cây giùm nha, vô cái nick của mình giùm tại máy tính mình bị hư rồi. Lúc đó mới biết là con trai thì anh chồng rất là hiền thì cũng thấy thích thích. Anh hiền anh mới chơi game trồng cây đó. Chứ nếu mà anh giữ cũng chơi game khác. Khi cưới nhau có về làm dâu ngày nào dưới quê không? Ở thì cưới xong rồi ở nhà 2 ngày xong rồi con lên con đi làm lại. Trong cái thời gian ngắn làm dâu như thế thì mình làm được gì cho mẹ chồng? Không có làm được gì hết trơn. Mẹ rất là tâm lý. Cũng như là mình đi làm hồi xưa giờ thì không có biết về nhà. Cho nên là về nhà là mẹ cứ làm hết tất cả mọi việc. Bữa đầu tiên con dậy sớm lắm luôn, 6 giờ con dậy mà cái mẹ cũng dậy trước con nữa. Cái hôm sau con dậy 5 giờ mẹ dậy trước 4 giờ luôn. Chứ là sau này con ngủ không dậy luôn. Nhưng mà rồi về nhà rồi ăn uống rồi hai mẹ con mình có hợp nhau không chị? Do là người miền Tây với nhau cho nên cái khẩu vị cũng giống nhau. Mà đặc biệt cái nữa là mẹ chồng nấu ăn rất là ngon. Tất cả các loại bánh mẹ đều làm được hết. Cho nên lúc cưới thì có 6 mấy ký à. Thì bây giờ nó lên ký thêm nữa. Tại mẹ đó. Nói ăn hợp nhưng mà thật ra không hợp. Cô thì ăn tương, còn nó thì nó ăn mặn. Vậy sao cô nấu mặn cho con dâu ăn được? Không biết nghĩa lý làm sao mà mỗi một lần nấu là tôi chỉ nhắm chừng niêm. Mà sao ai cũng nói là vừa ăn mẹ. Mà không, nó không dám mà nói mẹ... sao? Không có, mà mẹ nấu ăn ngon thiệt chú. Ngon không lắm. Phải, tại vì nếu giờ mà không khen mẹ rồi ai nấu cho ăn. Nhưng mà tôi thì thích đi buôn bán, nó cũng thích buôn bán kinh doanh. Thành ra thấy điểm đó cũng hợp. Mình thấy có cái gì nghịch nhau không? Cũng có. Ví dụ như nghịch mẹ, sao mà mẹ làm sẵn nước mà mẹ không có làm cao cao. Mẹ làm lùn ở dưới này rồi con ngồi nữa. Trời ơi, thì ở dưới quê mình thì làm lùn không chứ đâu có làm bồn nước mà cao mà đứng.
nó đâu có rửa chén bao nhiêu ở đâu. Nó về á là nó ăn rồi lắm lúc cái nó cầm điện thoại cái nó bấm gì không cái hổng không khỏi nó chơi game coi chừng nó gặp cái anh trồng cây khác là mệt lắm. Tối ngày rồi ăn rồi bấm gì không á hả, trời ơi công chuyện của con mà mẹ chung là mình cũng không có bắt nó rửa chén để làm gì. Dạ. Như lâu lâu nó về nó chơi khoảng một tuần. Tức là dưới quê có một cái sàn nước. Dạ. Ra đó ngồi mình rửa chén rồi này kia mình. Sàn nước có cái ao không? Có cái ao, có ao đổ nước xuống. Mình rửa chén, mình rửa rau, mình vo gạo mình đổ, xong mình đổ nước ở dưới, xong mình múc lên mình lóng mình xài lại. Không có. Ủa gì kìa. Không, hồi xưa là vậy đó con. Và mình lớn lên cũng từ nước đó. Còn con dâu, có bây giờ mình nghĩ rằng mình chưa làm điều gì hài lòng với mẹ hay là mẹ có điều gì chưa hài lòng với mình hay không? Thì như con nghĩ là cũng có lúc con làm cho mẹ buồn chứ. Giống như cái chuyện mà sinh con thì biết là mẹ rất là mong cháu. Nhưng mà do là công việc của con nhiều quá, lâu lâu thì con nói với chồng là em nhớ mẹ quá, anh điện cho mẹ đi. Cách mà mẹ quan tâm con rất là nhiều. Mẹ lo khi mà con bệnh hay gì mẹ cũng điện ăn uống vô hay là như thế nào. Tại vì hai mẹ con cũng ở xa nhau. Con buồn thì cái người đầu tiên mà con muốn gọi cho mẹ là mẹ chồng của con. Nhưng mà những cái chuyện mà vui thì cũng muốn gọi cho mẹ là người đầu tiên. Nhưng mà... sao con không tự động gọi mà phải nhờ nói với chồng phải gọi? Không có chuyện gì để chia sẻ, nhưng mà chỉ là nhớ mẹ thôi. Thì con ngại là khi mà gọi cho mẹ vậy không biết nói gì đầu tiên. Nếu như thật sự là chúng ta thân nhau chỉ gọi, ủa mẹ hả? Mẹ ăn sao rồi, mẹ ăn chưa? Mẹ đang ăn làm gì vậy? Mẹ tắm chưa? Mẹ nấu cơm chưa? Mẹ làm chưa? Bởi vì nếu như thế thì nó vẫn còn cái khoảng cách. Và khi mình ở xa quá, mình ít về đó, thì có bao giờ mình tổ chức sinh nhật cho mẹ hay là mình quan tâm tặng quà gì cho mẹ hay không? Hồi trước giờ con cũng hay hỏi mẹ là mẹ sinh nhật ngày nào. Thì mẹ nói là ngày xưa giờ không có nhớ ngày sinh nhật. Năm ngoái có đi mua xe chung với mẹ thì con tự điền vô cái ngày sinh nhật cho mẹ là 20 tháng 11. Tại vì cái ngày đó thì sẽ không bao giờ mình quên được. Chưa có lần nào được tổ chức sinh nhật cho mẹ. Mua tặng mẹ hả? Cũng không phải là tặng mà là đi mua chung với mẹ. À, mẹ mua rồi con đi ăn ké. Dạ, mẹ cho mẹ tiền con mua. Nói chung không có gì hết á. Trong các con dâu con rể có ai tặng quà sinh nhật cho cô, tổ chức sinh nhật cho cô chưa? Nó cũng đòi nhưng mà nó thôi ở dưới quê á, với tôi cũng không có thích ồn ào. Yêu cầu con á là nó xúm lại nó về là mình cảm thấy vui rồi. Nói chung là mẹ chồng nàng dâu vẫn ở xa nhau. Dạ. Để cái sự quan tâm hàng ngày nên cần có, càng nhiều càng tốt ha. Để coi con trai cô nói gì nha. Anh Xã ơi, anh nghĩ đã đến lúc bật mí cái bí mật này. Đó là anh muốn có con. Mẹ hay hỏi anh là anh mày có 2-3 đứa rồi, con Đào cũng 2-3 đứa, sao mày không lo kiếm đi? Nhưng mà mỗi lần anh nói với em á, thì em nói là từ từ đi anh, mình phải có tiền mình mới lo được cho con. Đồng ý là tiền cần phải kiếm, nhưng mà con mình cũng phải lo. Với lại còn một chuyện nữa, anh muốn nói với em đó là mình nên dành nhiều thời gian hơn về với mẹ. Mặc dù công việc kinh doanh spa và mỹ phẩm của em rất là bận, nhưng mà mình nên thu xếp về thăm mẹ nhiều hơn. Tại vì mỗi lần mà hai chồng mình về thăm á, anh thấy mẹ rất là vui. Và mặc dù là hai mẹ con ở xa nhau, nhưng mà mỗi lần gặp nhau á, thì hai mẹ con tình cảm rất là khăng khít. Sau cái chương trình này anh mong em với mẹ là khăng khít hơn nữa về tình cảm. Con cảm nhận là cũng ít dành thời gian cho gia đình. Tại vì thời gian của con là dành cho việc kinh doanh, cho nên là cái việc thời gian dành cho gia đình thì con cũng hơi bị thiếu sót và ít dành thời gian hơn. Tại vì hầu như là một ngày 24 tiếng thì con làm việc hết 23 tiếng rồi, cho nên là cái thời gian con dành cho gia đình nó rất ít. Còn con cái thì sao? Dự định sao? Thì con cũng dự định là sang năm thì cũng sẽ sinh con cho chồng với cho mẹ chồng của cháu nội. Chứ cũng con biết chồng với mẹ chồng cũng buồn vì điều đó. Kinh tế cũng cần. Như đôi khi có những người quá lo về sự nghiệp, quá lo về kinh tế. Khi chúng ta quay lại thì gia đình chúng ta gần như rời xa. Cái điều này cũng nên cân bằng chút xíu. Con khuyên nó hoài à, bây giờ cũng như nó cũng lớn tuổi rồi. Nếu mà bây giờ không lo sanh nó là sau này nó khó hơn. Chứ mà con cha già mà con muộn, thành ra nó nhỏ lắm. Đúng rồi, 3+ tuổi rồi đó là cũng phải sanh rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô có mong muốn thay đổi điều gì ở chị không? Yêu cầu nó gắng làm sao tranh thủ sanh cháu là được. Tại vì mẹ ăn chay cho nên con muốn mẹ quan tâm đến cái việc ăn uống của mẹ cho mẹ có sức khỏe. Tại vì hầu như là mẹ lo cho mọi người ăn không à. Còn mẹ ăn cơm trắng hay là ăn cái gì cũng được thì cái đó là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Hôm nay
ôm mẹ chồng đi. Đó, có nói một cái lời nào mà chưa thể nói với mẹ chồng? Con cũng có một cái lời chia sẻ là cái do là con với chồng con quen nhau trên mạng thì con cũng có nói dối một tí xíu về hoàn cảnh của mình, giống như là thay vì con nói thật là con ở đó, sinh sống ở đó, nhưng mà con nghĩ là lúc đó quen trên chồng thì chỉ là nói thôi, nhưng mà chồng con lại đem câu chuyện nó nói với mẹ hết, cho nên là lúc đầu về thì con chưa nói với mẹ về về là con như thế nào thế nào. Thì con xin lỗi mẹ là qua cái chương trình này là con có lỗi với mẹ vì lúc đó con đã không nói thật với mẹ. Cũng nghe cũng biết, nhưng mà những chuyện gì có thể hoan hỷ bỏ qua được mẹ bỏ qua, thành ra mẹ không có nhắc tới. Dạ. Đã rất lâu rồi anh dâu nó chưa tặng quà cho cô, nó nói rằng cũng ngại. Hôm nay nhân cái ngày phải nói là rất là ý nghĩa, ngày hôm nay mẹ chồng nàng dâu, con dâu muốn tặng cho mẹ chồng món quà. Món quà này con tặng cho mẹ là tại vì cách đây một thời gian là con có kinh doanh và con thiếu vốn, thì mẹ đã lấy nữ trang của mẹ, mẹ bán cho con mượn. Thì nhân đây con cũng tặng mẹ lại sợi dây chuyền mà mẹ đã thích mẹ bán đi, thì bây giờ con tặng lại cho mẹ để làm kỷ niệm. Đem cho mẹ đi. Rùng qua chú. Cái này chú tặng cho con. Giữ đi con làm kỷ niệm. Chú không có gì ngoài cái hộp này đâu con. Nàng dâu làm dâu 5 năm rồi, đây là lần đầu tiên con dâu đeo cái gì sợi dây chuyền cho mẹ. Ai? Cảm ơn con. Anh cảm xúc con dâu mình rất tuyệt vời. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Cảm ơn. Sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Và đây là sản phẩm dành tặng cho cả nhà mình, đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt.